làm sao để giữ được hôn nhân. Người ta ví von, hôn nhân cũng giống như đi giày vậy. Vừa chân hay không thì chỉ có chính mình mới biết được. Hôn nhân có thể là những phút giây cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện cười xưa cũ. Những câu chuyện đã được kể đi kể lại hàng trăm ngàn lần mà vẫn khiến bạn bật cười thích thú mỗi khi được nghe lại. Hôn nhân là những hoài niệm đẹp về một thời khó khăn gian khổ, ăn uống thiếu thốn mà phải làm việc thật vất vả, nhưng trên môi ai cũng luôn nở một nụ cười. Rồi cũng có lúc bạn hồi tưởng lại thuở ban đầu yêu đương thắm thiết nồng nhiệt, rồi cảm thấy tiếc nuối khi hiện tại cả hai sống bên nhau mà cứ có cảm giác ngày càng tẻ nhạt. Có lúc bạn cảm thấy như không ai hiểu được mình. Bạn dần chìm vào im lặng, cô đơn, trống vắng trong tâm hồn. Những mơ hồ hoài nghi thi thoảng cũng xâm lấn vào tâm trí bạn, dần dần tạo cho bạn một tâm thái cảnh giác và đa nghi. Hôn nhân cũng thỉnh thoảng xảy ra những cuộc cãi vã. Bên nhau lâu ngày rồi mới biết học cách tranh cãi nhẹ nhàng nhất, học cách xin lỗi, học cách lắng nghe và tìm ra được một giải pháp cho những mâu thuẫn bất đồng. Nhưng nếu chúng ta gặp đúng người thì cho dù tương lai có gian nan trắc trở thế nào, hôn nhân vẫn là điều đáng trải nghiệm. Hãy tưởng tượng hôn nhân của chúng ta giống như hai người xa lạ bị rơi xuống một dòng sông. Nếu may mắn thì gặp được người biết bơi như mình, cùng nhau động viên, trợ giúp nhau bơi vào bờ. Còn nếu không may mắn thì sẽ có một người biết bơi, một người không biết bơi. Nếu cả hai khéo léo cũng có thể giúp nhau cùng sống được. Nếu người biết bơi mà gặp kẻ không biết bơi, không hiểu chuyện thì sẽ dễ bị nhấn chìm, chết oan. Xui xẻo nhất là cả hai đều không biết bơi, thì đương nhiên cả hai sẽ chết đi một cách nhanh chóng. Thế nên vợ chồng khi về với nhau, không ít người trăn trở với câu hỏi: làm sao để giữ được hôn nhân? Nhiều người nói phải biết giữ gìn tình yêu. Nhưng làm thế nào để giữ tình yêu thì không mấy ai trả lời được. Có lẽ chúng ta phải giữ tâm thật vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời. Đó là điều rất quan trọng. Bởi ngoài xã hội xô bồ hiện nay, có rất nhiều kẻ tham lam, luôn muốn ăn vụng hạnh phúc của người khác. Mà trái tim con người thì mong manh lắm, dễ vỡ lắm. Sẽ có lúc bị lung lay, không thể giữ vững được mình trước rất nhiều xa hoa cám dỗ. Những lúc như thế là vợ hay chồng đều phải thật vững tâm, cân nhắc lý trí, phải phân biệt được đâu là điều nên và đâu là điều không nên. Có như vậy mới có thể giữ vững được cuộc hôn nhân của mình.